Nhiều khi mà nóng thì em không có kiểm soát được cái bản thân mình chị. Vậy mà nói tôi hiền. Lúc nào em nóng thôi anh, còn bình thường em hiền lắm anh. Em trung thủy nhưng mà em không có lề mề. Em nóng tính chứ không có gia trưởng anh. Như vậy là sự khởi đầu đã thành công rồi quý vị. Chúng ta sẽ tiến tới với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào nha. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn nam. Mời bạn. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mình giới thiệu lớn lên cho bạn nữ bên kia nghe nha. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Mạnh Định, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Em làm việc gì? Em làm bên nhân viên kỹ thuật xử lý nước thải. Quê bạn ở đâu? Dạ quê gốc em ở Quảng Nam. Quảng Nam. Rồi. Bạn nữ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Lục Thị Ý, năm nay 24 tuổi. Quê em ở Bình Thuận. Hiện tại em đang làm kế toán, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Bên kia làm việc ở Đồng Nai hả em? Dạ em ở Đồng Nai chị. Đồng Nai làm ở chỗ nào? Em ở Xuân Lộc chị. Là cách thành phố 80 cây hả? Dạ khoảng cỡ đó chị, cũng gần mà chị. Gần chị đâu nói gì đâu. Gần. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em thích nấu ăn. Với lại cái tính của em thì khi mà ai đây em giận em rất là mau quên. Với lại em không có để bụng. Với lại em sống tự lập. Vậy khỏe ha. Chứ mình giận ta mình để bụng mình mệt, ta đâu có mệt đâu. Còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em thì em lâu lâu cũng hơi thẳng tính. Nhiều khi cũng dễ bị mất lòng lắm. Mà hồi xưa em thì cũng hay nóng tính, nhưng mà bây giờ em bớt đi cái tính nóng tính đó của em rồi. Em biết hạn chế được cái tính vậy nóng tính. Vậy là tốt. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của bạn trai? Dạ, điểm mạnh của anh của em thì thường thường đi chơi với bạn thì bạn hay nói em hiền. Rồi em thì hòa đồng, một chút ít về văn nghệ, thể thao. Rồi cũng biết chút ít nấu ăn. Điểm yếu là gì em? Dạ, điểm yếu của em thì em hơi nóng tính. Mà nhiều khi mà nóng thì em không có kiểm soát được cái bản thân mình chị. Vậy mà nói tôi hiền. Không, lúc nào em nóng thôi anh, còn bình thường em hiền lắm anh. Chà, hai bạn nào cũng nóng tính hết trơn ha. Nhưng mà em biết kiềm chế chị. Không. Biết kiềm chế. Dạ đúng rồi chị, em cũng biết kiềm chế lắm chị. Tình trường của mình thì sao em? Dạ em đã trải qua ba mối tình. Ba mối tình đầu tiên là mối tình hồi cấp 3, với lại mối tình thời sinh viên, và mối tình gần đây nhất là lúc em đi làm đầu tiên. Chia tay cũng được 2 năm rồi chị. Mình quen được bao lâu rồi chia tay 2 năm? Dạ quen cũng được khoảng 1 năm rưỡi. Lý do tại sao chia tay? Dạ do bạn đó về quê, với lại khi mà về quê rồi bạn không, nói chung là bạn lười lên thăm, với lại nhìn xa mặt khách lòng vậy như vậy. Ở đâu lận? Dạ ở Tiền Giang chị. Trời ơi, Tiền Giang lên thành phố cũng có mấy chục cây rồi chết rồi. Anh này anh Long Khánh nó bằng Tiền Giang luôn đó. Long Khánh về Bình Thuận cũng gần mà chị. Đúng rồi chị. Hả? Chỗ em mới về Bình Thuận gần lắm chị. Đúng rồi. Không, nhưng mà hiện giờ bạn gái ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, ý là Long Khánh lên thành phố Hồ Chí Minh là cũng bằng cái bạn trai mà từ Tiền Giang lên thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Mà người ta không thăm là chia tay luôn đó. Không, em gần hơn chị. Mà giờ em có thăm không? Thăm chứ. Em thăm từng mấy lần? Từng lần thôi chị. Từng lần được không em? Dạ được chị. Bây giờ mình cũng đã trải qua nhiều đó mối tình rồi ha. Cũng dạ. Do cái mình có rút cái kinh nghiệm để cho cái mối tình sau này là phải chắc chắn. Bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân được? Em thì khi mà yêu rồi thì không có thời gian nào giờ để thích là mình. Bây giờ là thích là rồi. Lấy được rồi đúng dạ, không? Đúng rồi. Sẵn sàng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Bạn trai kể tình trường của mình như thế nào? Bạn có mấy dạ, mối tình rồi? Em thì đã trải qua 2 mối tình vậy. Thì mối tình đầu tiên là hồi còn sinh viên. Còn mối tình gần đây nhất thì cách đây cũng 1 năm rồi chị. Rồi. Quen bao lâu? Dài mấy năm? Cũng được 1 năm. Vậy cũng chưa có sâu sắc lắm đúng không? Dạ cũng chưa sâu sắc lắm anh. Bây giờ bạn muốn tìm một mối tình như thế nào để nó sẽ là sâu sắc? Dạ em cũng đang muốn tìm là cưới luôn anh. Cưới luôn? Dạ. Như người thế nào để bạn cưới luôn nào? Thì mỗi người bạn gái của em thì cao thì khoảng cỡ ngang em trở xuống là được rồi. Khuôn mặt thì dễ nhìn chút. Rồi hiền. Quan trọng là biết kính trên nhường dưới. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích bạn gái là lề mề, không chung thủy chị. Tại vì em cũng xác định là tiến tới lâu dài, thành ra là cái điều quan trọng nhất là mình phải chung thủy với nhau. Qua những tiêu chuẩn bạn trai đưa ra thì mình cảm nhận như thế nào? Em nếu mà về quan tâm với lại biết cách chăm sóc thì người phụ nữ có gia đình thì em là được phải không? Người đó. Rồi, dạ. Có lề mề không? Có chung dạ không, thủy không? Em chung thủy nhưng mà em không có lề mề. Chung thủy nhưng không dạ. Rồi, vậy thì mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm người bạn trai biết quan tâm đến bạn gái của mình. Và anh quan tâm với lắm lại... em. Cầu tiến, cái này là không có dạy như gia trưởng chị. Có gia trưởng không? Không anh, em nóng tính chứ không có gia trưởng anh. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích bạn trai là nhuộm tóc màu mè, em không thích như vậy. Với lại về cái tính thì em không thích là tính toán quá trong vấn đề. Tính toán với em hay là tính toán với cuộc sống, tất cả mọi thứ? Không, tính toán với em. Tính toán với em? Dạ. Rồi cái đó để chị nghiên cứu, tài của chị.
Dạ, dạ chào chị. Em. Ôi, trời, chị ngoài chị đẹp quá. À, cảm ơn em, khỏi em, chị cũng sẽ gặp em thôi. Dạ. Đó giờ có khi nào em tặng quà cho bạn gái không? Dạ, tặng quà chứ chị. Tặng gì ví dụ? Thì ví dụ như lễ thì mình tặng bông hay tặng quà, mình thấy bạn thích gì thì mình mua mình tặng thôi. Bậy, em nói câu đó khó lắm, rồi bạn thích cái mình mua không được sao? Không, là mình phải nghiên cứu chứ chị. Theo khả năng của mình. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Nếu được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Tầm khoảng cỡ từ 6 tháng đến 1 năm. Em đã chuẩn bị được những gì rồi? Thì công việc em bây giờ cũng ổn định rồi, rồi nhà cửa thì cũng có nhà rồi. Nhà riêng? Dạ, không, dạ nhà của nhà ba mẹ. À. Nhưng mà có, cũng có mình em mà. À, có nghĩa là bạn gái sẽ làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để chị hỏi chút xíu. Làm dâu được không? Dạ được. Dạ. Được hả? Dạ. Tự tin? Dạ. Rồi chúc mừng em, bạn gái sẵn sàng. Ôi, làm dâu. Mừng em ha. Em mừng quá. Rồi mừng quá, nhớ tặng quà nha. Dạ tặng với chị. Tặng ha. Dạ. Rồi. Em có gia trưởng không? Dạ không chị. Chắc không? Chắc chị. Mai mốt vợ lấy vợ về, vợ có được đi làm không? Tùy vợ, nếu vợ muốn ở nhà thì ở nhà, còn muốn đi làm thì đi làm thôi chị. Nếu nói chung mà làm sao mà vợ cảm thấy thoải mái nó được. Ờ vậy đi. Dạ. Yên tâm em ha. Được. Qua một hồi phỏng vấn nhanh lẹ, bạn ấy vẫn tự tin trả lời rất không, là. Không, bạn bên đây lanh lắm. Lanh lẹ lắm. Xem bạn nữ. Dạ chào. Ủa, anh em. Bây giờ em cảm nhận ảnh như thế nào? Em thấy ảnh ngon lành á. Cái tiếng đó, em thích cái tiếng đó. Thích cái tiếng đó. Dạ. Có thích là được rồi. Em có ghen không? Ghen thì ai cũng ghen, nhưng mà em không có phải là ghen bậy bà. Cái nào đúng thì mới ghen. Đúng là ghen, thấy dạ. Mới ghen đúng không? Đúng rồi, mắt mình thấy mình mới ghen chứ nếu mà nghe nói đâu mình đâu có đúng rồi anh. Một người con gái đi với chồng mình, dạ. Nắm tay chồng mình, em làm gì? Và em hỏi, em sẽ hỏi là người đó là gì của anh. Hỏi lúc đó luôn hay là về mới hỏi? Không, em sẽ hỏi lúc đó luôn với chị. À, em thấy làm đi tới em hỏi. Dạ đúng rồi, nhiều khi bạn của bạn anh đó thì mình cũng không biết được. Mình bạn sẽ tới mình nắm hỏi. Tay. Nắm tay bạn không có thể nắm tay lắm. Bạn thân nắm tay được mà anh. Bạn nắm tay được mà anh. Bạn thân nắm tay ôm rồi còn được mà anh. Trời ơi. Đúng rồi. Trời ơi. Được luôn hả? Dạ. Ôi anh, em cũng lạy lắm anh. Thấy nắm tay vẫn bình tĩnh hỏi ai vậy anh. Đúng rồi, mình phải hỏi với anh. Còn bên đây ôm được luôn. Dạ. Cặp này cũng lạ nha. Trước mắt là trao đổi như vậy là thấy cũng hợp lý. Bây giờ chúng ta hỏi thêm ý kiến người thân nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Em đi với em trai của em với lại ba người bạn. Em ruột hả? Dạ. Rồi. Chào xin em. Chào cô Cát Tường, chú Hiền Linh và khán giả người quay. Chào anh. Chào em. Chị em thì ở nhà rất là hiền, biết nấu ăn. Chị em được cái là không được giỏi như người ta nhưng mà được cái là rất là siêng năng, chăm chỉ. Ủa, anh cũng thích siêng lắm. Nếu như anh với chị em quen nhau thì anh sẽ thăm chị em thường xuyên được. Bình thường em thì có thể nếu lúc chị em có gì đó buồn hay là giận hờn gì đó mà anh đang ở xa thì anh sẽ làm gì cho chị em bớt buồn à? Thì có thể mình gọi điện hoặc là mình nhắn tin. Còn nếu như mà gấp quá thì mình có thể chạy lên cũng được. Tại anh thấy cũng gần mà. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Em muốn nghe bạn thân thôi. À, muốn nghe thêm ý kiến của bạn thân nữa. Dạ, rồi. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Thì em thấy là về ngoại hình thì anh với bạn em cũng hợp nhau đó. Còn về tính cách thì lên đây thì cũng chưa có biết rõ được. Gần phải về lâu về dài. Thì em thấy lên đây cũng là cái duyên gặp nhau rồi. Thì hai người cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Hôm nay bạn đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em ruột hả em? Dạ. Chàng dạ, bên em trai ruột, bên em gái ruột. Chào Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể khán giả. Em chào chị. Em chào. Thì em muốn chia sẻ là anh của em á rất biết quan tâm. Con trai trưởng nhưng mà không có gia trưởng đâu. Chị có muốn hỏi gì về anh không? Chị hỏi ảnh chút xíu nữa chị sẽ hỏi ảnh. Bây giờ em thì cảm nhận em, về chị đi. Em thấy là chị với anh có vẻ hợp nhau á. Nhưng mà em muốn hỏi chị là chị làm ở thành phố mà chị nói là chị chấp nhận làm dâu. Thì là tức là sẽ về với nhà ở Xuân Lộc. Nếu mà có việc làm ở đó thì chị sẽ về đó. Nói chung là đã lấy chồng thì theo chồng. Dạ. Rồi bây giờ hai người sẽ nói chuyện với nhau một khoảng không gian dành cho hai bạn. Để xem chúng ta có mắt chạm mắt tim cùng chung nhịp đập hay không. Kéo màn. Anh muốn hỏi là nhà em ở Bình Thuận mà ở chỗ nào? Em ở Phan Thiết, Bình Thuận. Phan Thiết, à, cũng gần. Nếu mà anh ở Xuân Lộc như vậy thì anh có thường lên Sài Gòn? Cũng thường xuyên em, tại vì hồi xưa anh cũng sống ở Sài Gòn cũng được 4-5 năm, bạn bè anh ở đây cũng nhiều. Thành ra là ở về ở dưới đó thì anh chỉ đi làm đó thôi chứ đi chơi em toàn lên trên Sài Gòn chơi không à. Dạ. Em hỏi ví dụ như hai đứa giận nhau á, mà
anh có im lặng không hay là anh sẽ là không? Anh thì bình thường mà khi anh nóng thì anh rất anh im lặng đi, giống mà khi mà giận thì anh nói nhiều lắm, hỏi lý do tại sao giận rồi thì có phải tại anh hay tại em hay tại gì đó. Nhưng mà anh chỉ sợ là lúc mà em giận là em im lặng thôi. Tại anh thì anh rất ghét cái cảm giác mà ví dụ như mình nói chuyện với người ta mà người ta im lặng, anh sợ lắm, anh ghét lắm. Em không im lặng, em nói nhiều. Vậy chắc đỡ. Bây giờ vậy nè, cho không khí nó xôm lên. Và hai bạn, bạn biết hát không? Dạ biết. Em biết hát không? Dạ biết. Hai bạn tìm một bài song ca hai mình hát chung cho kỷ niệm ngày gặp gỡ. Bây giờ theo bạn gái, cho bạn gái thích nhạc gì? Đó, vậy em hát. Thôi người hát lên bài đi anh, chứ em không nhớ đâu. Thôi người hát bài đi. Dạ. Thôi giờ anh hát đi. Anh xin tặng cho em, tặng cho anh Nguyễn Linh, Giả Tường và quý vị khán giả một đoạn trong ca khúc Lời Anh Muốn Nói. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên, xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui, hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Ý nghĩa ha. Rồi đáp lại đi em. Em hát bài dân ca. Đến đời người mong, nước mắt chảy dài trên sông. Có một người thương, một người cỡ sao nhớ hỏi. Lời thề đã trao khi xưa chắc ai còn nhớ. Vợ người ấm êm cao sang, quên nghĩa quên tình. Em nhớ đó thật. Ủa, em hát hay quá. Chúng ta cũng hợp nhau nhiều thứ rồi đó. Dạ. Thật sự bây giờ trong lòng chúng ta suy nghĩ điều gì, hãy nói thật với mình, thật với người đối diện. Nào, chúng ta có 30 giây để trình bày những cái gì mà bạn trai tận đáy lòng của mình. Mình nói trước đi. Thì em cũng là cái mẫu người gần như là anh tìm kiếm rồi, mình đến đây đã được cái duyên rồi, thì anh hy vọng là mình sẽ có với nhau cái nợ và mình sẽ phải cho nhau cơ hội để mình tiến tới, có thể mình tiến tới xa hơn nữa. Thì biết bao nhiêu người nhưng mà tại sao lại mà không chọn, mà lại là anh với em lại chọn gặp nhau. Thì em nghĩ là tới đây của mình cũng có duyên, nếu được thì mình nên cho cơ hội tiến xa hơn để tìm hiểu. Những gì nói mình đã nói hết, những gì trao đổi mình đã trao đổi hết rồi. Chúng ta có 30 giây để cảm nhận tất cả mọi thứ, xem mình có bấm nút hay không nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, nắm tay nhau, đúng rồi. Hôn cái hôn đầu tiên nhân ngày gặp mặt. Tao ngại lắm anh. Bạn đã xem bạn muốn hò rất nhiều lần rồi. Đây là thủ tục đầu tiên của chúng tôi. Nó ngại mà dễ thương lắm. Nó ngại cho có thôi. Hãy đi xem phim để hiểu nhau nhiều hơn ở cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Đây, gửi tặng hai bạn. Đó là một phần quà, đó là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng áp dụng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Và đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Gửi tặng hai bạn một phần quà của Kumagol, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hãy nắm tay nhau, đưa đi nhau đến cùng trời cuối đất. Nắm tay đi. Xuống dưới mình mần lợi đi nha. Hay quá. 4 giờ sáng cùng chung một chuyến xe lên đây. Và hạnh phúc đó sẽ được lan tỏa một ngày sớm nhất. Họ sẽ gửi những hạnh phúc yêu thương đó với chúng tôi bằng một cái tấm thiệp mời. Hy vọng như vậy và cầu mong như vậy, hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Kumagol, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công đã tài trợ cho chương trình. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng Love TV. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.